Em và ba bạn là chia tay khi bạn được 3 tuổi. Nên có một ngày thì em kiểu em khóc. Bạn ôm em, bạn nói là mẹ nín đi, mẹ không khóc nữa, mẹ đừng khóc, mẹ hãy lo cho hạnh phúc của mẹ đi, mẹ không cần phải lo cho con. Thật ra sau khi em chia tay ba của bé lớn thì lúc nào trong cái suy nghĩ của em là em nghĩ là thôi không cần phải đi tiếp bước nữa, tại vì mình có con rồi, sẽ không có một người tiếp theo để mang lại cái hạnh phúc cho mình và con mình đâu. Em rất là sợ anh này là người nước ngoài nên em lại sợ là anh có gia đình, em cũng không có muốn mà mình lại phá hôn hoặc vỡ cái hôn nhân của người khác. Người đầu tiên mà em chia sẻ là con trai em. Em hỏi là con có thấy chú này được không? Mà chỉ có hai mẹ con bằng mọi cái gọi là tình yêu thương con, giống như một người siêu nhân á, chị làm tất cả mọi việc thay tả sữa rồi trong một cái phòng bức tường, bốn bức tường mà hai mẹ con là phải cố gắng. Lúc đó là gọi là phải nói là một cái thời gian rất là khó khăn.